nhà mình là xích bây giờ ở sau cốc có nhiều nữa nha bạn. Đó, nhìn đến nỗi mà phải đẻ trên đây luôn, sắp đè mình luôn. Nó sắp nghiền và nó đè gãy xương luôn, nát luôn. Bây giờ mình ra trên đường đi giao dừa, đi shipper dừa. Vui không? Ấy dừa ship vui không Bill? Vui. Có tiền mà vui. Có tiền là vui hết á. Sao có tiền thôi? Miễn sao có tiền thôi. Thấy không? Ship dừa là miễn sao có tiền thôi. Trước đó sao mình đi đây? Ồ. Không gì đi đây. Sao mà đi đây mọi người? Các bạn ơi, con người quý nhất cho các bạn. Tại vì con người có thể hái dừa đem bán, có thể dùng hết tất cả cách gì, cách van nè, dùng dừa nè. Hái dừa, có thể hái dừa nha các bạn. Con người làm được tất cả nha các bạn. Người làm được tất cả. chỉ trừ đi chọc phổi nha các bạn. Chỉ có đi ship dừa là khó thôi, còn làm thế. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trời bão âm u, trời mưa. Gia đình nhỏ đi ship dừa. Shipper dừa. Đang đi trên đường. Giờ dừa xe nó sao các bạn? Giờ xe nó chạy nhanh nha các bạn. Mà dừa nặng quá. Ở sau có một cái dừa nữa. Mình ở trên đây nữa. Mình đợi nó chạy nhanh mà thấy dừa chậm thì thôi chứ. Bật nhanh. Phát tài đây. Phát tài đẹp trai. Phát tài. Phát tài bụng thới. Phát tài lạnh lùng. Bắt tay một thứ không nói gì. Bill ơi, giới thiệu về dừa đi Bill. Dừa uống như thế nào cho mọi người? Các bạn ơi, dừa nhà mình nó nước vụn nha các bạn. Không nuôi dừa ở Bến Tre nha các bạn. Các bạn nên, nếu mà các bạn thích thì gọi Cam Ranh Khánh Hòa. Gọi mẹ mình, ba mình ship. Mẹ mình có số là 0905739 7 nha các bạn. Thì các bạn em muốn uống dừa mình thì hãy nói thì gọi cho mẹ mình nha các bạn. Mẹ mình đọc lại nha các bạn. 0905 7 3 9 7. Số ba. Nếu mà các bạn thích uống dừa mình á, nhớ gọi số đó nha các bạn. Hoặc là số ba mình. Hãy số bấm mình là 0936 357 47. Đó là số bấm mình nha các bạn. Thật ra này các bạn gọi cho ai đó rồi ba mình ship nha các bạn. Thật cho ba mình thật mẹ mình nha các bạn. Super.
nhớ nhấn vào cái chuông để mà thông báo cho kênh mình nha các bạn. Lại các bạn nhớ đặt mua nhà mình nha các bạn. Bye bye.